hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn đang bùng phát tại nhiều địa phương, xuất hiện nhiều ca bệnh mới không rõ nguồn lây. Điển hình như tại huyện Phù Cừ đang có 20 ca mắc sốt xuất huyết ở các xã Phan Xào Nam, thị trấn Trần Cao, Đoàn Đào, Tiên Tiến, Minh Tân, Minh Tiến. Đặc biệt, trong ngày 25 tháng 11 có 3 ca mắc mới ở xã Đình Cao là 3 sinh viên từ Hà Nội trở về và không rõ nguồn lây. Các bệnh nhân đều xuất hiện những triệu chứng như đau đầu, sốt cao, đau mỏi toàn thân, buồn nôn và được bác sĩ thăm khám xét nghiệm chẩn đoán đã mắc sốt xuất huyết đen quy. Ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh mới, Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch, triển khai phun hóa chất diệt muỗi 3 ngày một lần xung quanh những hộ gia đình có người bị bệnh, đồng thời tuyên truyền các địa phương tiến hành thu gom rác, làm sạch môi trường, thả cá vào những bồn hoa, bể chứa để diệt bọ gậy loang quang. Tuyên truyền trên loa truyền thanh xã để người dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết, chủ động trong phòng ngừa bệnh.